Xin chào tổng giám đốc, tôi là Lê Quang Đường. Tôi xin có ý kiến dựa vào cái suy nghĩ của Liên trưởng Ước cũng như là của Liên trưởng Phan thì nhân về cái việc chúng ta tìm giải pháp, nhưng mà giải pháp như thế nào thì tôi đề nghị cái thứ nhất là tất cả những quý vị mà sử dụng tất cả những phương tiện về truyền thông, về internet, về in ấn tuyệt đối kể từ giờ phút này không phổ biến bất cứ như cái văn bản nào có tính cách chửi qua chửi lại, đá qua đá lại. Cụ thể như hiện tại ở hội trường này tôi thấy có một cái văn bản có phổ biến, đó là một cái hình thức không nên, và tôi đề nghị kể từ giờ phút này chúng ta chấm dứt hết tất cả những vấn đề đó, không có đá qua đá lại, không có đọc thấy cái đó có vẻ những cái ý tưởng nó có vẻ phù hợp với cái phe của mình, cái nhóm của mình, thế là đem post lên internet rồi forward đúng này kia đó để làm cho cái sự việc nó được lan rộng ra, rồi những người hiểu chuyện đã vậy, những người không hiểu chuyện ở nơi xa sẽ lại nghĩ khác cho chúng ta, làm cho cái sự mà bắt đầu chúng ta nó một lớn ra, thì tôi đề nghị những như vậy. Cái điều thứ hai là dựa vào cái sự phát biểu của Liên trưởng Ước vừa rồi đó, ông đã sẵn sàng hy sinh, thì tôi đề nghị ông và nhân thể có sự nhân viên đông của đồng hương hôm nay, chúng ta đề nghị một số vị nữa tương đối có uy tín, chúng ta sẽ có một nhóm để gặp những cái đối tượng và nói hôm nay xin lỗi của những người mà mình bất đồng, cho dù những người đó là tuổi con, tuổi cháu của em của mình. Thực ra tôi nói xin lỗi những nhân vật A, B, C, D trước đây mới là còn trước đây vẫn là chú cháu rồi anh em sinh hoạt với nhau trong cộng đồng này, thì bây giờ với cái sự dấn thân hy sinh của Liên trưởng Nhân, xin mời ông Liên trưởng Nhân kết hợp với một số vị nữa, chúng ta sẽ sẵn sàng gặp những cái đối tượng đó để chúng ta nói một lời xin lỗi bất kể người đó là em hay cháu. Tôi mạo muội có thể như vậy, xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn. Cảm ơn. Hello. Cảm ơn Liên Quang Trực đã đưa ra cái vấn đề để có thể một nhân vật nào đó làm trung gian để gặp nhau để hòa giải. Đây là vấn đề mà chúng tôi đã làm và có thể sẽ làm trong thời gian sắp tới. Rất cảm ơn. Tôi có ý kiến. Cái đề nghị của anh Trực đó, nghe rất là hay, nhưng mà theo chúng tôi rất khó làm, bởi vì nó vi phạm với cái quyền tự do ngôn luận của người dân. Cái quyền tự do ngôn luận của người dân ở Hoa Kỳ này đó là cái quyền hiến định, constitutional. Không có luật pháp nào, không có cái rule nào của bất cứ cơ quan nào mà có thể hủy bỏ nó được. Một cả. Cái thứ hai, nhưng mà đừng có lo, những cái người đó nếu mà có lén làm đó, thưa quý vị, đồng bào của chúng ta hiểu biết nhiều thì cũng như những người đó không có gây được cản trở gì hết, cũng như nói vô đầu gối của mình mà thôi, không có một cái phê gì hết. Điều đó chúng tôi không muốn nói tên ra, nhưng mà quý vị thấy cũng có số người nghĩa là liên tục ngày đêm đều nói như vậy kia, nhưng mà có ép phê không? Nó nhưng mà nếu bây giờ mình nói mình ra cái luật hay là một cái quy định cấm là mình vi phạm luật mà mình bị đánh thông tin, thì lúc đó luật pháp Hoa Kỳ sẽ ủng hộ người ta chống lại, ủng hộ mình. Xin hết. Cụ thể trước khi tiếp tục để trả lời vượt những cái này, thật sự chúng tôi với anh Bùi Phát, anh Phan Tấn Ưu, anh Giàu và Tạ Đức Trí và luật sư Lâm có gặp nhau và đồng ý chấm dứt chuyện đánh phá lẫn nhau. Thành ra rồi lúc đó là phải nói rằng anh Bùi Phát trả lời dứt khoát, chúng tôi có đánh phá đâu, chỉ có hai lần chúng tôi lên tiếng thôi, vì với tư cách là chủ tịch cộng đồng chúng tôi lên tiếng. Nhưng mà tới giờ phút này chúng tôi chưa thấy thiện chí, nhưng mà hoàn toàn những gì trong riêng với ba chúng tôi, chúng tôi rất thiện chí, không đánh phá, không phê phán gì chính quyền khác ngoài chuyện chấp cộng mà thôi.
đó là câu trả lời cho anh Thượng. Tiếp theo chúng tôi xin cảm ơn chị Di Hằng đã tới